Theo điều tra ban đầu, vào lúc 8 giờ 50 phút ngày 5 tháng 2, thuyền chở khách do thuyền trưởng Nguyễn Trường Trinh, trú tại thành phố Biên Hòa điều khiển, chở theo 12 người từ hướng Chùa Phước Long, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đến bến Đỏ Xưa, thành phố Biên Hòa để trả khách, thì va chạm với xà lan chở container do thuyền trưởng Trần Thanh Tâm, trú tại thành phố Cần Thơ điều khiển, khiến toàn bộ người trên thuyền rơi xuống sông. Hậu quả khiến chị Nguyễn Thị Hương đang mang thai 3 tháng tuổi tử vong do đuối nước.